Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Video lần này không phải là một video phân tích thông thường, mà sẽ là một video mà mình sẽ nêu ý kiến cá nhân của mình về The Bike Room. Vậy vấn đề hôm nay là gì? Chủ đề Bike Room bắt đầu xuất hiện vào năm 2018 bởi một bài viết trên 4chan vào ngày 21 tháng 4, và từ đó đến giờ đã được hơn 4 năm. The Bike Room đã trở thành một chủ đề được bàn tán xôn xao trong cộng đồng fan và có được một số lượng fan trung thành. Có thể nói thì sau 4 năm, The Bike Room đã trở nên cực kỳ lớn mạnh và có những sự thay đổi khiến nó không đơn thuần chỉ là một creepypasta bình thường nữa. Nó đã có một vũ trụ, một câu chuyện riêng của chính nó. Và đây là cảm nghĩ của mình về sự thay đổi của The Bike Room. Mình bắt đầu tìm hiểu về The Bike Room vào đầu năm 2021, tức là 3 năm sau khi nó xuất hiện. Nhưng đối với mình thì nó không quá muộn để mình tìm hiểu. Đó là khoảng thời gian khi mình xem những video trên YouTube về The Bike Room, thì trong đầu mình đã hoàn toàn mặc định cái khái niệm về The Bike Room theo những YouTuber hồi đấy, là The Bike Room là một nơi rộng lớn đến vô tận, rất hoài niệm dù bản thân chưa tới đó bao giờ. Và điều khiến mình rất hứng thú với chủ đề này là cái cảm giác bị cô lập, ở một mình trong một cái nơi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tất nhiên thì khái niệm của The Bike Room sẽ hoàn toàn dựa vào cái nhìn của từng người, nhưng chỉ nhiêu đó thôi đã khiến mình lao ngay vào trang Wikidot và tìm hiểu. Hồi đấy thì sự tò mò cứ chiếm lấy mình, nên mình cứ đọc qua nhiều tài liệu mà không suy xét quá nhiều. Nào thì level này an toàn này, level này nguy hiểm này, con này trông lạ này, và một đống thứ khác, từ những thuật ngữ đến những tài liệu huyền bí. Tất cả đều làm mình phấn khích. Và đó là cho đến khi mình bắt đầu làm YouTube. Vào khoảng thời gian mình làm YouTube thì mình bắt đầu để ý nhiều hơn đến các chi tiết trong tài liệu, và một số vấn đề bắt đầu nổi lên khi mình càng làm nhiều video hơn. Đó là The Bike Room mà mình đã từng rất hứng thú, đã từng giúp mình có động lực để làm YouTube. Mình cảm thấy có gì đó không đúng. Nó không còn cái cảm giác hoài niệm hay cô lập khi đọc một tài liệu nữa. Mình chỉ cảm thấy nó nguy hiểm và bí ẩn. Tất nhiên thì The Bike Room bí ẩn là điều dễ hiểu và mình không phàn nàn về nó, nhưng vấn đề là sự nguy hiểm của nó. Thứ nổi bật nhất trong The Bike Room có lẽ đó chính là level. Vì level chính là nền bóng của nơi này. Nhưng mình cảm thấy vào thời điểm hiện tại rằng đôi khi sự nguy hiểm được đặt lên hàng đầu khi một tác giả viết ra một level, thay vì cái cảm giác bị cô lập, cái cảm giác lo âu khi ở trong một nơi xa lạ. Liệu bản thân ta có đang ở một mình không? Trong này có gì? Đó là một thứ cảm xúc thu hút sự tò mò của người đọc. Mình đã tìm hiểu khá nhiều để xem liệu người ta có thích cái không khí mà The Bike Room đem lại trong thời điểm hiện tại hay không. Và hóa ra mình không đơn độc. Có rất nhiều người cũng giống mình. Họ phàn nàn về việc The Bike Room đã thay đổi theo một cách khá là nham nhở. Không còn cái không khí lạnh lẽo mà chỉ còn sự nguy hiểm mà bất kỳ tác phẩm viễn tưởng nào cũng có. Và mình cũng nghĩ như vậy. Những người đó cũng tâm bốc The Bike Room năm 2018 khá nhiều. Vì khoảng thời gian đó là thời kỳ mà The Bike Room đi đúng với cái bản chất của mình. Sự cô lập luôn được đặt lên hàng đầu. Chỉ có duy nhất 4 level, nhưng mỗi level đều có những thứ mà The Bike Room cần. Những thực thể dù ít, đơn giản, nhưng lại càng khiến cho không khí trở nên đáng sợ hơn. Đó là thời kỳ đầu tiên của The Bike Room. Chỉ tiếc rằng vào thời điểm đó thì The Bike Room chưa có một cộng đồng lớn như bây giờ, nên cũng có những người không biết rằng The Bike Room đã từng đáng sợ như thế nào. Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời. Dù vào năm 2018 mình hoàn toàn không biết đến The Bike Room, nhưng nếu bạn là một fan của The Bike Room và cảm thấy rằng The Bike Room hiện tại có chút gì đó không đúng, thì bạn sẽ hiểu cảm giác của mình. Bạn sẽ đi tìm lại quá khứ của The Bike Room và sẽ tự hỏi rằng tại sao nó không thể như trước. Tất nhiên mình không nói rằng tất cả các tài liệu hiện tại liên quan đến The Bike Room đều là tệ hại. Chất lượng của chúng đều ở mức ổn do sự kiểm duyệt chặt chẽ của Wiki, nhưng số lượng các tài liệu mang tính đột phá thì lại khá ít ỏi. Và đó cũng chính là khi những câu chuyện trong đó ra đời. Việc The Bike Room xuất hiện những câu chuyện, những dòng thời gian là điều cần thiết cho sự phát triển của nó. The Bike Room không thể mãi mãi là một không gian rộng lớn nhưng vô hồn, càng không thể chứa chấp những thực thể không rõ nguồn gốc từ trên trời rơi xuống. Điều này sẽ làm người đọc cảm thấy chán nản vì sau từng ấy thời gian mà The Bike Room vẫn như vậy. Nên mình đánh giá khá cao việc tập trung vào xây dựng những câu chuyện qua các tài liệu khác nhau. Nhưng thường thì những câu chuyện không được kể hoàn toàn trong một tài liệu duy nhất, mà những manh mối của nó được giải rác khắp các level hoặc những tài liệu của những thực thể hoặc các vật phẩm khác nhau. Đây có thể nói là một cách đơn giản, nhưng lại khá sáng tạo khi người đọc có thể tự tạo dựng nên một câu chuyện dựa vào những suy luận của bản thân, khiến câu chuyện rẽ ra nhiều nhánh khác nhau và đa dạng. Chúng ta hãy thử lấy một ví dụ điển hình, đó chính là thực thể huyền bí Nostalgia Gaius.
khi các manh mối về câu chuyện của nó được giải rác khắp các tài liệu như Level 404, hồ sơ nhân vật EISO, Eden G và hàng tá các ngoại truyện và tale khác. Có thể nói, mảng câu chuyện của The Backroom đang dần phát triển. Dù một số chỗ vẫn chưa hoàn thiện, nhưng đối với mình thì việc người ta tập trung vào mảng câu chuyện hơn là những thứ khác có thể nói là một cái giá phải chăng cho sự mở rộng của chủ đề này. Mình chỉ tiếc là có một số lượng không nhỏ những người gần như không quan tâm đến mảng này. Nếu có nhiều người quan tâm hơn đến mảng cốt truyện, thì mình tin chắc rằng cộng đồng của The Backroom sẽ sôi nổi hơn rất nhiều so với tình trạng của nó vào thời điểm hiện tại. Năm 2022 là một năm đầy biến động của The Backroom. Nó có thể đã biến động từ năm 2021 rồi, nhưng theo mình thì năm 2022 là năm mà nó thể hiện rõ ràng nhất. Khi những video found footage, game về The Backroom tràn lan trên các trang mạng xã hội, cộng đồng The Backroom thì như muốn nổ tung khi chủ đề này đã có thể đến với nhiều khán giả. Có thể nói thì đây là một trong những thời kỳ đỉnh cao của The Backroom. Càng ngày, càng nhiều content và YouTuber làm về The Backroom xuất hiện, trong đó có cả mình, và họ đều có được một sự chú ý nhất định. Nhưng tiệc, rồi cũng phải tàn. Khoảng thời gian đó chỉ kéo dài từ đầu đến giữa năm 2022, vì hiện tại thì cái độ hot của nó cũng đang giảm dần, và việc nó trở lại như bình thường cũng chỉ là một vấn đề thời gian. Tổng kết lại, thì sau 2 năm tìm hiểu và nhìn lại lịch sử phát triển của The Backroom, thì mình có cảm thấy hơi hụt hẫng, vì mình biết rằng The Backroom đã từng đáng sợ như thế nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình không chấp nhận đổi mới. Trái lại, mình khá là dễ dãi với sự thay đổi này, vì mình biết rằng chẳng cái gì là miễn phí cả. Để The Backroom vươn ra khỏi cái quá khứ nhỏ bé của nó và trở thành một cái gì đó lớn hơn trong tương lai, thì sự thay đổi là điều tất yếu, dù sự thay đổi đó có lớn hay nhỏ đi chăng nữa. Và mình sẽ tiếp tục đồng hành với The Backroom cho đến cuối chặng đường làm YouTube của mình. Đây là cảm nhận và một phần trải nghiệm của mình về The Backroom. Các bạn có cảm nghĩ gì về The Backroom của hiện tại? Nó có cần thay đổi hay cứ giữ nguyên? Hãy để lại comment bên dưới để mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.